thống kê, thiệt hại do mưa lũ gây ra vừa qua ở khu vực miền Trung đã làm 36 người chết và 4 người mất tích, hàng chục người bị thương, hơn 120.000 căn nhà bị ngập, hàng trăm ngàn hecta hoa màu gia súc gia cầm bị mất trắng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã thăm hỏi, chia sẻ sự mất mát đến các gia đình có người bị nạn và nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt và đồng thời phát động phong trào cùng cả nước chia sẻ, đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trong 6 đợt ủng hộ từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11 2016 đã thu về được gần 5 tỷ 800 triệu đồng. Số tiền trên đã được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do lũ lụt kịp thời để góp phần khắc phục khó khăn. Tiếp chúng tôi tại căn nhà riêng khá khang trang, ông Carà chẳng mơ tỉ mỉ kể về nguồn gốc của người Lạch, tại sao gọi Lambiang, và say sưa nhất là câu chuyện văn hóa truyền thống.